chơi những cái chỗ ông như vậy đây cả một to cái chấm đa ca này thì sạm là cá hay chiếc cánh bần to đi ông như vậy cột với cá từ bị từ vì cá phía cái đấy ăn lại chết nó vì cá phía cái đấy đầm bay miền ốc cá nông ca su đờ sạ xây rụng đi và sân ba miền sầm nô trời su sầu mình chơi sôm ốc quân lục bát thiên nương sôm của rụp lục chạy cầm chiết nương on ra chiết nương sôm của rụp ong sạ na ca tăng mù lục sám lục ban thưa chỉ côn sa lục cù căng cái yếu bên nú อริยะเปิ้ลบ่ชนำខ្ញុំសួរថាតើក្នុងអរិយៈពេល3ឆ្នាំនេះលោកដែលលឺសិស្សណាម្នាក់ឬក៏បុគ្គលិកណាមួយឬក៏គ្រូណាម្នាក់ដែលរិះគុណអំពីលោកកាំងលោកគ្រូកាំងកាយនេះឬទេមានដែលទេមានដែលលឺទេសូមលោកបញ្ជាក់ ក្នុង អំឡុង 3 ឆ្នាំ នេះ ចំពោះ កូន សិស្ស លោក គ្រូ អ្នក គ្រូ ដែល នៅ ក្នុង អំឡុង 3 ឆ្នាំ ខ្ញុំ មិន ដែល បាន ជា លឺ ផ្ទាល់ បជា ទេ ព្រោះ កិច្ចការ អស់ នេះ ទោះ បី ថា គាត់ រិះគន់ ក៏ ខ្ញុំ អត់ ដឹង ដែរ ពី រិះគន់ គ្នា គាត់ អត់ ដឹង Sôm ọc cún, chẳng lúc ọt đại lưu tê, ná. Bởi lúc mình đại lưu tê, chẳng dương ách dây ban tha sơ tầng ọt, rứa có cừu tầng ọt, rứa bộc lực tầng ọt nâng. Nè, quát ách thà xà lãnh, rộp án, lúc cừu căng gạch yêu nâng tầng ọt nè. Ách dây ban chẳng ban đấy, sôm lúc bà chạy mớ. Nông âm long nô mà đại khơi nhân an chất tòa tê như chỉ muối lưỡi viên bốc lực kêu nâng kêu có nhom co đại khơi này thì và khơi đào pel mau thuê ca châu bằng riêng châu riêng chanh chanh tới tam cùng lọp là bao quát kia riêng rồi khai như thế chứng lúc ai phải chạy ban tha kỵ ai kỵ sờ lạnh quát cúp cúp kia đại được thì ខ្ញុំ មិន និយាយ សន្តាន ថា គេ ស្រឡាញ់ គាត់ ទាំង អស់ ទេ ពី ព្រោះ នៅ ក្នុង នោះ មាន ក្នុង សាលា មាន អ្នក គ្រប់ គ្រង សាលា ពី លើ គាត់ ទៀត ដឹង ទេ គេ មាន មតិ យ៉ាង ម៉េច ហើយ គេ ស្អប់ យ៉ាង ម៉េច ស្រឡាញ់ យ៉ាង ម៉េច ព្រោះ ខ្ញុំ អត់ ធ្លាប់ ដឹង អត់ លឺ ដែល ពិភាក្សា និយាយ ថា ម៉េច ថា ម៉េច អត់ ដែល លឺ សូម អរគុណ លោក Phật mình lúc bàn bình chạy chùn ông xạ văn ca hỏi tha lúc căng gạch yêu ní chỉ cừu mình nhé đài miên ạ tạ chả rất slow boat sọ trắng rộp án dọc chất tục đại chứ mùi nâng sơ cừu cừu nía bị xế sơ đài cây cỏ hỏi sơ đài cây cỏ lúc bàn bình chạy ปรับองค์ศาสนากาให้ថាគាត់ជួយបង្រៀនគួរនៅពេលវាកងក្តីពេលឈប់សម្រាកហ្នឹងគឺថាគាត់បង្រៀនកូនអ្នកក្រក៏អត់មានយកលុយទេអញ្ចឹងមិនមែនទេព្រឹកមិញអញ្ចឹងព្រឹកមិញហ្នឹងខ្ញុំបាទឆ្លើយដូចនោះមែនសូមអរគុណតើលោកដឹងទេថាលោកកាំងកាយជាគ្រូហ្នឹងដែលគាត់ chui câu nè cro mình cuốn để chui bằng riêng mình vô lui đi ta lục miền đại đăng thà quạt miền vô câu nè cro pi bảy nè ấy để cro chuyện kia nó vô máu để thạc nia rồi lui chui tiền nâng man ấy vô mà nâng chấm mùi ta lục miền bàn đăng đấy đừng đừng mặt bàn đăng ta chấm buồn để quạt vô mà nâng chấm mùi mà khơi ta bàn cái lại quạt nơi đăng chấm khơi ta
yom chi kong cho lang kat cho lang ai chang tau mok teh kot sna nau khoen mien chen choul mien kon khoen ta kon sae chen choul leing ai chang tau bat okun chang chumpuh sae dae kro dae khwas sphou khwas bich ai nang ta luk chia con sơ nâng cao chân hoạt nụ lục miên đài khuyên tha lục khu càng ngạc yêu ní đài chui ốc bạch hôm đó sạc rõ là biếp ní thế bạn chân phua con sơ rõ nâng cô quát vật chức luôn nhóm tòa nhóm bàn tay trầm tiệt trầm tay và đây này nó mọi không nhân sau đây tay trầm phu sau đó tay tiệt đây cọ đây thong thác quật ao giang mạch ao giang mạch năng khiêm ắt bàn đằng toa đài đài thì ắt đằng bàn toa luôn đài thì bạn xôm ở cún hay lúc đài thuộc tinh sập hư sập xe sập hư ấy nơi không xả co rồi bỏ sơ đấy cho nó nóng lúc rồi nước mưa ta miên giả co rồi bỏ sơ thế hỡi lúc miên đã bàn tinh sửa phư bị giả co rồi bỏ sơ nương thế đã đầm lại thao mà cả nông làm long cho năm đâu thuộc tinh sửa phơi giả co nơi hàng cả nó kia miên ti tăng nơi hàng cả sala sọc dương bầy tại khi nhóm đăng kia xã có nâng cả tranh màu pi và phục khang na tê khang na mẹ tộc tay đi nhóm ọt bàn đăng này xùm ọt cún lụ ọt bàn đăng cứ xã có rộ bó lụ cru rộ bó lụ hời để chui sơ cây cỏ ta một chú bài ni chẳng lụ miên thu lọ bàn đăng đi chúng buộc phải chia chuôn mình thành nơi chết tiệt quá đấy phải chia chuôn để thua score lục kêu đối nhưng ta phải chia chuôn chẳng nu thua rob an quát hay thua miền tây ăn rồi quân chết quát đi đường ấy đây hay cô giang mạch xâm lục phải chui phải chẹt mới cả là sao mày nu nông sao mày nu nhóm riêng rồi viên tầm nhẹ tầm nông rồi viên chia chuôn nâng quát người ta quát mình sai ban chia khơi chụp chia chuôn vô chia chuôn co miền ấy tầm nhẹ tầm nông chỉ mui quát bài tê bị phù quát một nghĩa quát mau ra khang sa la phải nghiên này hơi quát chụp nghĩa cô nhóm ọt đăng vô này ta chẳng ai biết nghĩa đấy nâng giang mạch sùng ọt cún sùng chúng mình đẹp lục bạch thiên khi nhom dương khi nhom chẳng pin nhẹ chiêm miệt thì vì cà pía ở sầm nu hơi sầm ở cồn ở cồn lục xã sấy đây lục bàn chơi một đào sạch cây cam đây chụp một ông chim ra tam ca có hai ông chim ra có bán đằng đây làm pi các lồng bạc nâng nông ca sợi nâng xâm lược xinh xinh vì ông dùm rè nâng kỳ kỳ hay ông dùm rè có cót thông qua khuyên tha lục răng phrêng nông ca sợi từ tam cục xâm lược đại bàn xua vì ông dùm rè nâng kỳ kỳ hay lời ní nằm là cả sạm là ca sạch đập sạch khai cam rồi bật lục khuyên tha bàn chọc hơi đi chân hết lục ai anh chừng từ lọc từ lùm nơi than bật lục vĩnh rồi có lục ai từ cần lành cho mẹ được chăm tục cho mẹ ra trên lại chấn ai sẽ đập vào to sẽ đập đầm là ca sạm là ca thiệt bàn xong mình chơi đi cho này mình thấy là cá anh chơi những xã xây mới rút tiết tệp sọc chồn một cần sao sạm là ca
Sou Swath, look, say, that look means to move away. Bad, come back to move Tep Sok. Look, mean, are you from Manchanam High? Học sập mùa chân nằm. Ta tìm lùm nơi đã bắt lục bắt cho bọn nơi tìm ná hay lục bắt cọp một đồ bò động xì phở vấy. Nhóm nơi phùm xong cái bông khung trò mò trọc chương bây khát cầm bông chám một đồ bò nhóm sập ngay chia cả xì cò. Look, Tep Sok Tam Rabaika Rabakalamchi Samnaka, Tha Look, Munmin Chamnong, Yet Lohat, Riko Yet the Pun, Riko Chisha Port, Chimuy Nung Pikin, Rinka Dainiti, Hai Look Bantabat with Hai, Kalpi Brugmin, Munung Look and Chuin Chol Mokan Sal Samnakani, Ta Kani, Chika Put Dariti Kani Kuchika Put. Totally on your breath. Some prop and pee and join. Excusez-moi, Monsieur le Président. Dans la traduction, il vient d'être indiqué que Monsieur était cultivateur. Dans la traduction française. Or, si j'ai bien compris, monsieur est directeur de collège. Il faudrait rectifier pour les transcripts. Look, they soaked the soft tiny, look, procop, mock rock ball, rock sea, twer away. But Knum, be down here in the Yotzala, and of dear life, some came in Jay, tie a line of camera thread, I can climb at your catsicle. Chibate, look, Francoise. Oui, merci, Monsieur le Président. Le François Roux. Ban Lok Pathien, Chika Tram Trai Hai, Som Okun. Khnong Niem, Lok Chia Sa Say, Nai Chipu Mok Ong Yim Reh, Lok Aich Pat Aset, Nai Khnong Kai Chalai Deng Tum Nua, Rik Om Naham Nang Nam Mui Richaran, Dai Nom Aoi Min Pirot Tup Hiep, Tile Khlun Lok. Hai Tuk Tum Nung Nik Nai, Lok Tip Sok, Khnong Niem, Lok Chia Sa Say, Lok Mien Ka Ranai Yik Kich, Nai Yi Te Ka Na Dai Pit, Dai Lok Ban Khoi, Ban Dang, Ban Lue Dai Ptol. Look, Tep Sok Ta, look, Tlop Ban, Chup, Persite Ta, Pimun Mok, look, Tlop Ban Squall, Jun Chop Chout, Chmukang, Gig Yu Hag Dug Narity. But, Kanong Mok, look, Kang Gig Yi, Chisatraja, Kanet Seer, Ban, Marian Knum, Knong Kum Long Chanam. មកប៉ុនប្រមូលដោយ67 បានស្គាល់លោកច្បាស់កាលដែលលោកមានការប្រស្រ័យទាក់ទងគាត់ក្នុងនាមគាត់ជាសាស្ត្រាចារ្យហើយលោកជាសិស្សក៏នោះតើការដែលគាត់បង្រៀននិងលោករៀននោះនៅនៅសាលារៀន
នៅក្នុងឆ្នាំសិក្សាដែលលោកបានរៀនជាមួយគាត់នោះកាលនោះលោករៀននៅកម្រិតថ្នាក់ទី ចូលឆ្នាំសិក្សាបន្ទាប់លោករៀនថ្នាក់ទី Mình lúc thà riêng tại vì năm thế giới mùi cốt, phần tại lúc riêng rộp là hồ đó thà tì buôn mà thà tì bấy, tì bấy mà tì bí hay mà nâng thà tì mùi tiệt. Tại phần bác cốt lúc bàn riêng giới mùi nâng chân chập chọt cả nó khi xa xa cha nâng nâng chân năm ná chạy lẹ, phần màn chân năm, vì chân năm rồi có bầy chân năm. Riêng vì chân năm, cái chân năm thà tì buôn mà thà tì bấy. លោកបានស្គាល់ជំនួយចោតច្បាស់ទេនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកបានរៀនជាមួយគាត់នៅវិទ្យាល័យស្គុនដែលជំនួយចោតជាសាស្ត្រាចារ្យម្នាក់ក្នុងចំណោមសាស្ត្រាចារ្យជាច្រើនដែលបានរៀននៅវិទ្យាល័យនោះបាទខ្ញុំបានស្គាល់លោកច្បាស់ លោក Tep Sok ចូល លោក និយាយ រៀបរាប់ ជូន ដល់ អង្គ សមនាការ អំពី អត្តចរិត របស់ ជន ជប ចោត កង កិ យា ហៅ ដូច ដែល លោក ធ្លាប់ បាន ដឹង ធ្លាប់ បាន កត់ សម្គាល់ នៅ ក្នុង អំឡុង ពេល ដែល លោក ធ្លាប់ បាន ប្រត្រៃ តតង ជាមួយ នឹង ជន ជប ចោត នៅ ក្នុង នាម ជា សិស្ស គ្រូ នៅ ក្នុង អំឡុង ពេល ដែល លោក ឡើង លោក បាន រៀន នៅ វិទ្យាល័យ ស្គុន នោះ មកលោកប្រធានកាលដែលខ្ញុំបានរៀនជាមួយលោកនោះខ្ញុំបានស្គាល់លោកច្បាស់លោកជាសាស្ត្រាចារ្យម្នាក់ដែលសិស្សរបស់យើងខ្ញុំឆ្លាញ់លោកពេញចិត្តនឹងលោកក្នុងការបំពេញភារកិច្ចបង្រៀនយើងខ្ញុំលោកមានអត្តចរិតស្លូតបូតសុភាពរាបសារហើយជាពិសេសលោកឆ្លាញ់កូនសិស្សខ្សោយ កូនសិស្សក្រីក្រនៅជនបទលោកតែងជួយផ្ដល់ដល់សិស្សទាំងអស់នោះនៅសិភៅខ្មៅដៃឲ្យសិស្សរៀនមិនថែមប៉ុណ្ណោះលោកតាមដានដល់សិស្សទាំងឡាយនោះហើយលោកបង្កើតជាក្លឹបបង្រៀនឲ្យសិស្សពូកែបង្រៀនសិស្សខ្សោយពេលណាដែលសិស្សមិនយល់អាចសួរលោកបានគ្រប់ពេល នេះតាមដែលខ្ញុំបានសង្កេតឃើញក្នុងកាលនោះលោកបាននិយាយអំពីអត្តចរិតរបស់គាត់ ដែលលោកបានគាត់សង្កល់ឃើញរួចហើយសំណួរសួរថានៅក្នុងអំឡុងពេលដែលគាត់ជាសាស្ត្រាចារ្យនៅវិទ្យាល័យដែលលោកបានរៀនសួរថាតើក្នុងកម្រិតនៃវិជ្ជាជីវៈជាសាស្ត្រាចារ្យតើគាត់មានលក្ខណៈតឹងរឹងឬក៏មានលក្ខណៈធូររលុងយ៉ាងដូចម្ដេចអំពីវិន័យការងារពេលម៉ោងធ្វើការងារ របស់ខ្លួនគាត់ផ្ទាល់ក៏ដូចជាសិស្សចំពោះសិស្សជាដើមអំពីវិន័យសាលាលោកដែលបានកត់សម្គាល់អំពីទិដ្ឋភាពនេះដែរទេបាទលោកមេធាវីនៅពេលនោះ
khiêm ban sang kết khơi lục miền lệ khẩn nạ mừng mắt tiền ca này gì sẽ đấy tiền ca nghe rồi bỏ lục rùa ca này gì sẽ đấy lục tay tài đắc nom ở dương nhóm bấm pin nơi âm bơ là o co sang luôn không bằng riêng sâu ở ban là o ở khai tự chi sa bu cai sa chạy chui khnết từ bên từ màu lơ ca nghe rồi bỏ quất quất đã vì thiên ca đã phan ca ở khmer ở sa huyền khmer tài giàu chất chất tục đã mình thua tam lục ba mình qua cái lại na ba mình vô cái lại na ai xua lục cướp bê li ti cái lại na có bàn này nịch tam đã nhắm sự kiện còn lo mà chấm pu sa chil rì co sa đại lâm mư nâng vị này sả lá rì co vị này nâng nông ông long pel nâng nông thanh riền chia đá ấm ta lục đại khơi ca propret đã bạc quạt chấm pu cả lần này đi đại rì tế hai bà đại khơi ta ca propret đã bạc quạt nâng nông sự thanh phiệp này sa chil rì co sa lâm mư nâng vị này sả lá nâng ta quạt propret chấm pu bộ kê giang đôi mình đấy cần lo mà đại khiêm ban sẽ kết khởi chấm pua sa chil sa kịch về chỉ mui quạt đôi khmer miền tại châu chất chỉ mui nước quạt ru quạt tay tại ập rộm hai tam đàn sơn na đài sáu sơn na đài mình khám phăng riêng nu tới chia khai sa một cái tầng ở khnề bàn trong đôi lục đôi khmer vì thiên là ca từ lâu xa tầng ọ nô phò à nô tê và nhằm sự kết khởi phần năng chô nông ca pro sài tệ tương nông chân nông xa thạch cha đôi khăn nì cừu bà riêng đôi khăn nì rưu mùi có bọc lực xa la ai tiết nơi khăn nông lòng phil đài lục bàn riêng nơi bật chế lại xa côn nô ta lục cọt thông quál giang mạch đáy âm phì sự thành lập này cả phát triển theo ông đầu viên quát cho mọi nâng sa thạch cha kêu có đôi chế bộc lực sa la nơi tin nô chấm po sự thành lập hiệp sự thành cả đại quát ruột nơi không âm long đặc nhâm ban sự kết khởi chỉ mui nâng bộc lực đầu tây tiệt lục ban đầm na cá là o miền xa mà kí phiệp tu lì chỉ môi bộc lực từng lại nó mình miền phá là mo nâng khné lại hái thêm tiếng miền cá xa mà kí phiệp là o thêm tiệt phong bạn con ông long về luôn ta lục đại ban chùa bát tiệt nơi tịnh tập phiệp bỏ quạt miền cả khăn thầm ba rồi có miền cả on chất từ lựa bọc cùl những bộ bọc cùl nào mùi đại được tí hay bờ miến ta cả bề kia ra bọc quạt nó sầm đầy tranh một dạng đời mình lệch khá bà mình đã khơi miền đi cả nóc lục đăng tế nơi tiệt đại quạt sẵn nơi nước nông long phê đại quạt bờ riêng nơi vật gì lại sôn nô ta quạt rồi nơi cái này ná hay lục đại bàn từ cái này đại quạt sanh nữ đại tử tí tia đại quạt sanh nữ cứ tam đoan phơi chết lấy bờ mùi hái tia nút tay tay miền xa châu ruộm nơi nương tia quạt hai riêng sâu chìm mùi nương quạt bàn em sẽ kết khởi phần năng cho tất cả nông ca bất tài chạy tường cho mỗi nông mạch chất than và chia bộ rọt chung vinh thế để có thân nạn nữ sẵn cung, sẵn hạ cung để có thân nạn nữ chúng ta miền giật than là phiếp giang mạch đấy miền ca bất tài chạy tường là o cho mỗi nông nạn chất kháng đại rỉ tế rồi có miền ca bất căn rực cỡ ớt cơ tôm để xa mù là hai cột chia sát thạch cha để miền bì vọt như chả ơn xa mày nó cứ bà mùi mà bờ bòn riêng là nó đại thiếp cho mỗi nông mục rộ bò xin chết cứ sát thạch cha ní cứ miền cầm rất để bị vọt nó cúp nè, tài lục cắt thông qua giang mạch đá bị bành hà ní.
Le panha ne man mien chaot chpuoh neak nou chum veng robas lok te keu lok ban sam ki phiep tolum talie chmuoy nang bong paon chet khang ban neu knong onlom pel dai lok saksa ko doy che lok ban phuea ka banhan hai ampi sthanapheap nei ka patrai te tong chmuoy kot knong niem lok che sah hai kot che kru មិនត្រឹមតែលោកទេគឺមានសិស្សរតីទៀតដោយបង្កើតជាក្លឹបដើម្បីទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលបន្ថែមមានការបណ្ដុះបណ្ដាលក្រៅម៉ោងឬក៏រួមគ្នារៀននៅខ្លួនឯងជាដើមដោយមានការចង្អុលបង្ហាញពីគាត់សំណួរសួរថាតើអំឡុងពេលនោះគាត់មានដែលធ្វើការនិយាយស្ដីឬក៏ធ្វើការបង្ហាញអំពីទស្សនៈបុគ្គលរបស់គាត់នៅនិន្នាការទៅរកលទ្ធិកុម្មុយនីស្ត ប្រាប់ដល់លោកឬក៏មិត្តភ័ក្ដិរបស់លោកដែរទីលើបញ្ហានេះមិនដែលលោកបាននិយាយពីលទ្ធិឬក៏និន្នាការទៅរកកុម្មុយនីឬទៅរកលទ្ធិណាមួយទេប៉ុន្តែគាត់តែងតែអប់រំឲ្យចេះស្រឡាញ់មនុស្សជាតិឲ្យចេះខំប្រឹងរៀនសូត្រ ខំប្រឹងរៀនសូត្រស្រឡាញ់មនុស្សផងគ្នាស្រឡាញ់មិត្តយើងរួមរំសាមគ្នាមិត្តជួយគ្នាទៅវិញទៅមកនេះការណែនាំរបស់លោកប្រកបដោយសុភៈចិត្តដែលសុចិត្តរបស់គាត់បាទខ្ញុំសង្កេតឃើញប៉ុណ្ណឹងក្រៅពីការបង្ហាត់បង្រៀនទាំងក្នុងម៉ោងរត់ទាំងក្រៅម៉ោងរត់ដែលមានការបំពេញបន្ថែមការតម្រង់ទិស បន្ថែមការបង្កើតជាក្លឹបឬក៏បង្រៀនគួរបន្ថែមទៀតដោយអត់យកកម្រៃចំពោះអ្នកដែលក្រីក្រសំនួរសួរថាតើគាត់បានធ្វើអ្វីខ្លះទៀតសម្រាប់ដល់សិស្សនៅវិទ្យាល័យស្គុននៅក្នុងអំឡុងពេលដែលគាត់ទៅបង្រៀននៅទីនោះហើយបានប្រត្រៃតេតងដែលលោកបានប្រត្រៃតេតងជាមួយនឹងគាត់នោះ ការដែលខ្ញុំបានប្រត្រៃតេតងជាមួយនឹងលោកលោកតែងតែជួយដល់យើងខ្ញុំនៅពេលខ្លះដែលខ្វះខាតលោកឲ្យសិភើឲ្យខ្មៅដៃរៀនហើយនឹងលោកបង្រៀនដោយមិនបានយកកម្រៃពីសិស្សណាមួយទេលោកជួយទាំងអស់ឲ្យតែកូនសិស្សចង់រៀនហើយកូនសិស្សពេលនោះពេញចិត្តនឹងលោក គោរពលោកបាទសូមអរគុណចំណុចមួយទៀតតើលោកក្នុងកំឡុងអំពីលដែលបានប្រត្រៃតេតងជាមួយគាត់ក្នុងនាមលោកជាសិស្សហើយគាត់ជាគ្រូតើលោក បានកត់សម្គាល់ឃើញថាគាត់ជាមនុស្សចូលចិត្តបញ្ជាគេឬក៏គាត់ចូលចិត្តក្នុងការប្រស្រ័យតេតងស្មារតីភាពគ្នាជាមួយអ្នកដទៃហើយកិច្ចការណាត្រូវធ្វើដោយខ្លួនឯងគាត់ធ្វើឬក៏គាត់អាចចូលមានចូលចិត្តចំណូលចិត្តមួយគេហៅថាចូលចិត្តបង្គាប់បញ្ជាគេលោកបានកត់សម្គាល់លើ លក្ខណៈនេះដែរទីមកដោយខ្ញុំបានពោលពីលើកមុនហើយថាលោកមានលក្ខណៈសាមញ្ញជាមនុស្សគួរឲ្យរាប់មិនធ្វើឲ្យគេខ្លាចលោកបាទឲ្យគេចូលចិត្តលោកហើយរាប់អានស្រឡាញ់លោកបាទចាំ អរលោកលោកស្រីចក្រមតើមានសំណួរអ្វីត្រូវសួរដល់សាក់សីរូបនេះដែរទេបើមិនមានទេយើងបុគ្គលវិទ្យាការទៅតំណាងសាក់ប្រញ្ញាដើម្បីមានឱកាសក្នុងការតាំងសំណួរចំពោះសាក់សីរូបនេះប្រសិនបើមានសំណួរហើយសូមជម្រាបថាសាក់ប្រញ្ញាមានពេលវេលា 10 នាទីក្នុងការតាំងសំណួរនេះសូមអញ្ជើញ
អរគុណលោកប្រធានអង្គជំនុំជម្រះនិងសូមស្វាគមន៍លោកទេពសុខលោកទេពសុខលោកធ្លាប់បានធ្លុកធ្លាប់ជាអតីតកូនសិស្សរបស់លោកកាំងកៃអៀវហៅដូចសំណួរសួរថារាល់ការបង្រៀនលោកហើយនៅចុងម៉ោងនៃការបង្រៀន តើលោកដែលធ្លាប់បានសង្កេតឃើញថាគ្រូរបស់លោកដែលមានលោកកាំងកៃអៀវហ่าដូចនឹងធ្លាប់បាននិយាយរឿងរ៉ាវអ្វីខ្លះប្រាប់សិស្សនៅចុងម៉ោងរបស់គាត់នឹងទេ បាទ នៅពេលចុងម៉ោង ខ្ញុំពំដាល់ឃើញគាត់បាន និយាយនេះចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងគឺគាត់មិនដែលបានមកនិយាយក្នុងពេលចុងម៉ោងទេឃើញតែពេលដែលគាត់ចេញពីបង្រៀនមកគាត់មកកន្លែងលោកតែម្ដងអរគុណលោកដូចលោកជ្រាបស្រាប់ហើយនៅក្នុងទស្សវត្សឆ្នាំ 60 ជាងនឹងចលនាកុម្មុយនីសកំពុងតែមានចលនាផលផុសតើលោកដែលបានធ្លាប់ឮ សាស្ត្រាចារ្យនានាជាពិសេសដែលមានរូបគាត់នោះបាននិយាយប្រាប់សិស្សអំពីវណ្ណៈអ្វីខ្លះហើយនឹងពីសង្គមបែបដូចម្តេចនៅពេលអនាគតតាមទស្សនៈវិស័យរបស់គាត់ជូនលោកទេចិត្តទៅកាលខ្ញុំនៅពីក្មេងពេលនោះខ្ញុំដែលឮដែរ ដែលលឺនិយាយថាការតស៊ូវណ្ណៈការធ្វើអ្វីផ្សេងៗប៉ុន្តែលឺមិនមែនលឺដោយផ្ទាល់ពីគេទេគឺលឺពីចម្ងាយមកថាតស៊ូវណ្ណៈតស៊ូវណ្ណៈនឹងប៉ុន្តែខ្ញុំមិនយល់ថាតើតស៊ូវណ្ណៈរបៀបម៉េចមិនដែលលឺទេបាទអរគុណលោកកែបសុខខ្ញុំអស់សំណួរនៅមិនសួរលោកហើយខ្ញុំបង្វែរសំណួរបន្ទាប់ទៅសហការីរបស់ខ្ញុំអរគុណលោកប្រធានអង្គជំនុំជម្រះ Merci, Monsieur le Président. Je voudrais commencer, si vous le voulez bien, par poser une question qui pourrait lever ou confirmer une contradiction que nous avons relevée. La contradiction étant celle-ci, dans le document, le tableau qui nous a été présenté par la Défense, le tableau E5, barre de fraction 9, concernant les témoins qu'il souhaitait appeler, la description concernant M. Tep Sok dit qu'il était étudiant au collège de Skoun à Kampong Cham, durant les années scolaires 68-69 et 69-70. Aujourd'hui, le témoin nous a dit qu'il était au collège de Skoun et que l'accusé avait été son professeur en 67 et 68. Je voudrais qu'il puisse nous préciser s'il s'agissait des années scolaires 67-68 et 68-69, et que donc il y aurait une erreur dans le tableau présenté par la Défense, ou bien s'agit-il d'autres années qui puissent à nouveau préciser ces années précises? Merci. អញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យលោកសាស្ត្រីធ្វើការពន្យល់ដែលចម្លើយនោះវាមានលក្ខណៈផ្ទុយពីតារាងដែលមេធាវីការពារផ្ដល់ជូនសូមឲ្យសាស្ត្រីបញ្ជាក់បាទពេលដែលខ្ញុំរៀនជាមួយលោកសាស្ត្រាចារ្យកាំងកៃអ៊ឺពីឆ្នាំ 77-78
Je vous remercie, monsieur le témoin. Est-ce que pendant votre scolarité au collège de Skoun, votre professeur, l'accusé ici présent, a-t-il été arrêté? Je vous remercie. D'après ce que l'accusé nous a dit, pour votre information, je souhaiterais que vous puissiez réagir à cela. L'accusé aurait été arrêté le 5 janvier 1968 et serait sorti de prison en avril 1970, c'est-à-dire exactement les 2 années où vous nous dites avoir été son élève. Comment pouvez-vous nous l'expliquer? ជាសិស្សរបស់គាត់ក្នុងកំឡុងពេលនោះប៉ុន្តែថាលោកអាចពន្យល់យ៉ាងម៉េចបើសិនជានៅពេលនោះគេចាប់ខ្លួនគាត់ហើយលោកថាគាត់លោកជាសិស្សរបស់គាត់នោះបាទរឿងនេះខ្ញុំជាសិស្សរៀនជាមួយនឹងលោកពេលដែលលោកបាត់ខ្លួនទៅខ្ញុំមិនដឹងលោកទៅខាងណាខ្ញុំមិនដឹងឲ្យខ្ញុំទៅរកព័ត៌មានណាថាលោកជាប់គុកទៅកន្លែងណាគេចាប់ខ្លួននៅកន្លែងណាខ្ញុំអត់បានដឹងទេបើតែបាត់ Donc vous maintenez malgré tout que vous avez été son élève pendant 2 ans continu ou bien une partie de ces 2 années scolaires dont vous nous avez fait mention tout à l'heure. Est-ce qu'il a été professeur de mathématiques durant ces 2 ans, et à partir de quand alors il a disparu? ពេលដែលខ្ញុំរៀននោះគាត់បាត់ខ្លួននឹងនៅពេលចុងឆ្នាំ68ខ្ញុំមិនដឹងដែរព្រោះការនេះខ្ញុំមិនបានតាមដានលើការបាត់ខ្លួនរបស់លោកផងបាទព្រោះខ្ញុំជាសិស្សខ្ញុំមិនបាននេះទេបាត់ខ្លួនក៏ខ្ញុំបានកត់សម្គាល់អីក៏បានបាត់កត់សម្គាល់ដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមិនអាចប្រាប់ពេលដាត់អីទាំងថ្ងៃណាថ្ងៃណាបានទេបាទ Pourtant, tout à l'heure, monsieur le témoin, vous étiez précis quand vous donniez une description assez flatteuse de votre professeur. Cela ne vous a pas posé plus de troubles qu'il soit arrêté, apparemment au milieu de vos 2 années scolaires, durant lesquelles il était censé vous avoir enseigné. បាទពេលដែលបាត់ខ្លួននឹងខ្ញុំអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំគិតថាវាគ្មានគ្រូបង្រៀនផ្នែកគណិតវិទ្យាតែប៉ុណ្ណឹងបាទអត់មានចាប់អារម្មណ៍ទៅលោកទៅណាទៅណាអត់មានចាប់អារម្មណ៍ទេប្រការងារនេះជាការងាររបស់រដ្ឋការងាររបស់រាជការបាទប៉ុណ្ណឹងបាទ Est-ce que les dirigeants de cette école ont donné une explication quant à cette arrestation? Est-ce qu'elle avait une connotation politique? Est-ce qu'on vous a donné une quelconque explication? នាយកសាលាលោកចង់សួរខ្ញុំពីនាយកសាលាដែលតបាត់ខ្លួនហ្នឹងតើខ្ញុំមិនទៅតាមដានបានតាមដឹងតាមដាន
ខ្ញុំមិនបានគិតគូរទៅលើបញ្ហានឹងទេបាទខ្ញុំមិនដឹងទៅមកចាជាខ្លី Non, je crois qu'il y a un problème de traduction. Ce n'était pas le proviseur qui avait disparu, mais est-ce que le proviseur vous aurait donné une explication sur la disparition ou l'arrestation de l'accusé? Et vous dites que c'était fin 68. Je vous remercie. Vous avez terminé votre déclaration, vos réponses aux questions des juges. De Monsieur le Président, par la phrase suivante, traduite en français, l'accusé n'avait pas de défaut, il aimait montrer cette apparence aux autres. Pouvez-vous nous dire si, effectivement, vous pensez que ce n'était qu'une apparence? Est-ce qu'il avait pour but d'être toujours bien considéré par tout le monde et d'être aimé? Ou est-ce que cela cachait une autre personnalité derrière les apparences? Monsieur Tep, lors de votre présentation, vous n'avez pas eu l'occasion de nous dire ce que vous avez fait entre 1975 et 1979. Me semble utile pour analyser votre témoignage, de savoir où vous étiez et qu'est-ce que vous avez dû faire pendant cette période-là. Est-ce que vous avez été évacué? Est-ce que vous avez fait partie des Khmer Rouges? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques détails sur votre parcours rapidement dans les années du Cambodge démocratique? Merci. បានន័យថានៅក្នុងឆ្នាំ 68 ដល់ 69 ថាតើលោកនៅពេលនោះ លោកមានការបាត់ខ្លួនឬយ៉ាងម៉េចឬក៏លោកមានចូលទៅដល់ចលនាផ្សេងតែឬទេ បាទសូមកែតម្រូវគឺឆ្នាំ 75 ដល់ 79 សំណួរនេះខ្ញុំមិនអាចឆ្លើយបានទេព្រោះមិនយល់ពីសំណួររបស់លោក Je vais donc la préciser. Entre avril 75 et janvier 79, avez-vous travaillé dans une coopérative? Ce sont des exemples. Avez-vous été forcé de vous déplacer dans le pays? Avez-vous travaillé de gré ou de force pour les Khmer Rouges? C'est ça que je voudrais savoir. ឲ្យធ្វើការនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដែរឬទេខ្ញុំចង់ដឹងទៅលើព័ត៌មានទាំងអស់នេះបាទនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមខ្ញុំចូលរួមធ្វើការនៅក្នុងសហគមន៍ជាមួយខ្មែរក្រហមតែម្ដង Je n'ai pas d'autres questions pour le moment. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je vous remercie. Monsieur le Président,
nàng đào mật đồng ní tại chẳng lực vì bà nhà ấy chẳng xua xạ xây rụng ní rưỡi coi chẳng mình bạc sau một con lộ bật thiến tăng niêm ai mê thị vị đà mật đang rọt về ní phụ dương bạn xin à xông ai lộ bật thiến mê ta chùm riêp đào xạ xây bằng tòa tiết cứ đề bốn đề pram đề bằng muối ông pi xích mình ai xua xùm nua đào xạ xây តែពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតចរិតរបស់ជនជាប់ចោតតាមសេចក្តីសម្រេចការពីថ្ងៃ25ខែសីហាឆ្នាំ2009នេះបាទសូមអរគុណរឿងនេះដូចជារឿងដដែលមានរឿងអីថ្មីទេគ្រាន់តែដូរមនុស្សថ្មីប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងអង្គជម្រះមិន Chloe top nung away dead or dial a day, which lie high. High young chop doll of car, the canoe long pill, dumb like a dump, so he comes, I say. Behind the cake come a bit attached at me, dull, maybe we. Dumb like diamond and drop of any. ឥឡូវនេះអង្គជម្រះដល់វេទិកាទៅមិត្តវិការពីក្តីដើម្បីមានឱកាសក្នុងការតាំងសំណួរចំពោះសាក់សីរូបនេះបើសិនបើមានសំណួរសូមអញ្ជើញសូមអរគុណលោកប្រធានសូមគោរពលោកតែក្រុមជាតិនិងអន្តរជាតិនិងអង្គសវនាការទាំងមូលលោក Tep Sok Khnyom Som Anyat Su Lok Tha Kal Neu Rien Lok Kru Kang Kek Eu Chia Kru Robos Lok Ta Kru Robos Lok Ban Chuay Avay Khla Da Lok Som Lok Bo Chia Kal Khnyom Neu Rien Lok Kru Kang Kek Eu Ban Chuay Bung Rien Khnyom Yok Chia Tuk Da Dal Khnyom ចំពោះខ្ញុំដែលជាសឹកខ្សោយឲ្យខ្ញុំខ្លាយទៅជាសិស្សរៀនពូកែដូចគេដូចឯងលោកជួយដល់យើងខ្ញុំជាមធ្យោបាយមានសភៅសរសេរនិងខ្មៅដៃជាដើមហើយនឹងលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងខ្ញុំនេះឲ្យខ្ញុំខំប្រឹងរៀនសូត្រឲ្យចេះស្រឡាញ់បងមិត្តភក្តិរួមថ្នាក់ជួយបង្រៀនគ្នាទៅវិញទៅមក នេះខ្ញុំបានសង្កេតឃើញថាលោកបានលើកទឹកចិត្តជួយដល់យើងខ្ញុំដូច្នេះសូមអរគុណអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលោកបញ្ជាក់ថែមទៀតរឿងសំចម្លើយរបស់លោកអំបញ្ញមិញលោកអំបញ្ញមិញលោកបានជម្រាបអង្គសវនាការថាពីដើមលោកជាកូនសិស្សខ្សោយតែដោយសារលោកគ្រូកាំងអាយអ៊ីវនេះលោកបានខ្លាយទៅជាសិស្សពូកែអញ្ចឹងមែនឬទេ Bạn chẳng đôi chân em Chẳng sao đó tươi tiết để sao dùm nguồn lúc Ta miên sao cháu nữa để sao hơi Ai tôi chỉ sao một cái Đói xa cạp chia diêm Mà rộ bỏ lúc cừu rộ bỏ lúc Khá nông âm nông riêng cho mùa dương khá nhóm Con sao Đã riêng cho mùa lúc តែមានការរៀបចំរើនប្រសើរទាំងអស់ទាំងចំណេះដឹងសមត្ថភាពនិងសិលធម៌ប្រកបដោយមានភាពក្លាហានសិស្សហើយរួមចំណែកស្រឡាញ់លោកដែលលោកយកចិត្តទុកដាក់បង្រៀនដល់សិស្សទាំងអស់នោះអឺសូមអរគុណអឺលោកគ្រូរបស់លោកជាសាសាចារគណិតវិទ្យាតើលោកបានដឹងថា លោកគ្រូរបស់លោកបានបង្រៀននៅវិទ្យាល័យស្គាល់នឹងមុខវិជ្ជាអីខ្លះលោកបានដឹងទេក្រៅពីគណិតវិទ្យាថ្ងៃនេះដឹងតែពីគណិតគណិតជាត្រង់ក្រៅទៅទៀត
khnhom doch chalom hai pa pe men rup sia ki me dai ko mdang ba ba som okun chang ka lok neu rian chmuoy lok kru robas lok ta lok chea kon sa dae vi kro ru ko matchum ru ko nak mien som lok bchea ta dae khnhom neu riêng bên nó tiếng con sa mặt chung con sa thu thiên nâng con sa cro cứ lục do chất tục đặng ốc mà mình rư mộc đào sa cướp sa cứ lục sa lãnh sa cướp sa tầng ốc xùm ốc cún xùm lục bị chạy mà đòn tiếp khi nhóm xua lục tha ca để lục nơi riêng lục nó chỉ câu nẹ miên rư chỉ câu nẹ cro để tự nhiên nâng bát các nhóm này riêng nó nhóm chỉ câu nẹt cò thì hai câu cầm bìa tiệt mà bát sôm ở cún chẳng bà lúc chỉ câu sơn nẹt cò nên chỉ câu cầm bìa tiệt ta lúc đại bàn thuốc nơi chỉ muối lúc cru rồi bà lúc đấy còn ở tiền nơi đấy bạn đẹp nhầm nợ các bài sơ là nâng trong nhầm ạ bàn tình này chứ mươi nâng có thì nhầm ai tự đọt đẹp nhầm bàn xùm ọ cún chẳng lộ miệng đại đăng đấy thà lục cừu rồi bỏ lốt bàn chảnh châm câu nẹ cỏ ở nợ tẹp chứ mươi đấy lộ miệng đăng đấy xùm ọ lục bà chạy mơ quật miên chảnh châm giờ chết ta đã đào câu nạc rò và xùm ọ cún xùm lục rò nức mớ ta không có dạng bê để lục qua lục cừu rồi bỏ lục ta lục cừu rồi bỏ lục ban bằng cao chất nạ đai và vây khắc đo xà lan nâng sơ nông rịa cal đại nhâm ban riêng ở bên nút nhâm sự kết khơi lục ban thưa đôi chè thì sa hạp co à lụa sấp hơi anh cái hơi sấy thế sa co ba sa co giờ sấp hơi mà chạy chun lụa đào sa sa nó sa nó đào thay tiếp mà nhâm sự kết khơi bên đằng đã chết sna đại được bao quát chưa được chơi sôm ọc cún để lục bàn nức khơi đo sna đại được bao lục kêu được bao lục ta mà dạ ca để lục score lục kêu được bao lục ta miên đại sơ người rư có bộc lực người rư có kêu đôi khi nè na môi đại lui rì quân bị kêu được bao lâu người tề đâu chỉ miên này cà ri quân chấm bao lâu sôm ọ quân chẳng từng ọ khi nè ắt miên nè na môi đại rì quân bị kêu được bao lâu tề pro kêu được bao lâu chỉ kêu là o chẳng là chúng ta xuống thả ta tầng ọc này nâng kê sở lãnh quát cực này dàng mạch lạc xong lục này dây anh thích mơ anh đi chẳng buộc nhóm chỉ sơ nhóm bàn tầng kết khơi xa xa nó sơ lãnh lục tầng ọc đòi mần rư ai chẳng buộc lục rù anh ai chẳng buộc bọc của lực có nhóm sự kết khuyên thả lục miên phiếp sẽ sẵn sẵn sàng cho mỗi nâng bọc cơ lực rồi bỏ khuyên lục nhóm sự kết khuyên tại bản năng xong ọ cún khi nhóm ọ xùm nua xua lục hói xong chùm riếp tới lục và thiên thả mê thị vi ca pi tầng pi rút ọ miên xùm nua ấy tiết hói xong ọ cún
Oui, pardon, Monsieur le Président. Quelques questions encore. Merci, Monsieur le Témoin. Je crois qu'il faut préciser deux points avec vous, Monsieur le Témoin. Le premier point, c'est la question des dates. Le procureur qui vous a interrogé a eu raison de vous rappeler qu'effectivement, depuis le début de 1968, a disparu. Donc je fais appel à votre mémoire. Est-ce qu'il n'y a pas dans votre esprit une confusion dans les années scolaires dont vous parlez? Si Douk a disparu à partir de début 68, début 1968, et si vous avez été pendant deux ans son élève, ce serait donc des années antérieures. Pouvons-nous vérifier ça avec vous? Pour nous, ça n'est pas un problème si vous êtes certain d'avoir été élève de Douk pendant deux ans, d'après ce que vous avez dit. C'est ça qui est important. Après, on peut vérifier les dates. La question importante, est-ce qu'il est bien exact que pendant deux ans, vous avez été élève de Douk? Ça, c'est la question. បានពេលនោះខ្ញុំបានរៀនជាមួយគាត់ជាបន្តបន្តក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំមែនប៉ុន្តែអាចពេលដាត់នឹងវាអាចឆ្នាំ60 6 67 ឆ្នាំ 68ក៏ម្ដងអានឹងវាកន្លោះចន្លោះនោះខ្ញុំច្រឡំហើយកន្លែងនឹងបានប៉ុន្តែខ្ញុំបានរៀនជាមួយគាត់ជាមួយបានរៀននៅកាត់ធៀម Merci pour ces précisions. Vous nous avez dit que vous étiez à l'époque un élève médiocre, issu d'un milieu pauvre, et que Douk vous a aidé. Est-ce que c'est bien exact? កាន់តែលោកជួយខ្ញុំនេះគឺពិនិត្យទៅលោកសាស្ត្រាចារ្យខ្ញុំលោកកាំងកៃអ៊ីលលោកមិនមែនតែជួយខ្ញុំទេគឺជួយសិស្សទូទៅជាពិសេសគឺសិស្សទូទៅមិនចាប់អារម្មណ៍ទៅលើតែខ្លួនខ្ញុំម្នាក់ឯងនោះទេបាទ
Et vous-même, vous avez continué vos études et vous êtes devenu vous-même professeur. Est-ce que c'est bien exact? ក្រោយមកទៀតលោកក៏បានខ្លាយទៅជាគ្រូបង្រៀនដែរតាត្រឹមត្រូវដែររីទេលោកក្រោយមកទៀតខ្ញុំបានទៅជាគ្រូបង្រៀនបណ្ណមុនឆ្លងកាត់គ្រូបង្រៀននឹងខ្ញុំចូលធ្វើការនៅសម័យលន់នល់ហើយចេញពីលន់នល់មកគេឲ្យខ្ញុំទៅធ្វើជាទាហាន la guerre politique. Vous avez travaillé sous le régime de Lon Nol et vous étiez soldat du régime de Lon Nol. Je pense que tu as l'obtenu car nous avons rebâti Lon Nol, qui est groupe en rien, et que tu as l'obtenu car tu as été hier, nous avons rebâti Lon Nol, tu as trompé la réalité. Monsieur le procureur aura la réponse à sa question. Et par la suite, monsieur, après avoir été professeur, vous êtes devenu directeur de collège vous-même. C'est bien cela? Est-ce qu'en vous, en regardant votre carrière professionnelle, élève modeste, puis ensuite professeur, puis ensuite directeur de collège, est-ce que vous avez le sentiment que Duc est en partie responsable de la carrière que vous avez pu faire? Est-ce que c'est en partie grâce à l'aide que vous avez reçue de Duc que vous avez pu être par la suite professeur puis directeur de collège? Est-ce que vous diriez cela? Quand avez-vous appris que Duc, pendant les années 75-79, était directeur de S21? À quelle époque apprenez-vous cette information? Et qu'avez-vous pensé à ce moment-là, monsieur le témoin? នៅពេលដែលខ្ញុំបានដឹងពីព័ត៌មាននេះខ្ញុំសោកស្ដាយជាខ្លាំងចំពោះគាត់ដែលមានគុណធម៌ពីដើមមកហើយខ្លាយទៅជាហើយថាជនអុក្រិតទៅវិញខ្ញុំសោកស្ដាយខ្លាំងបាទ Et malgré ça, parce que c'est un homme qui vous a aidé, vous avez décidé de venir témoigner à son procès comme témoin de moralité. C'est bien ça? បានត្រឹមត្រូវហើយ
Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le témoin, d'être venu jusqu'ici. Merci. អង្គគុណលោកទេពសុខដែលបានអញ្ជើញមកដល់សិក្ខាកម្មតាមការកោះហៅរបស់អង្គជំរះហើយក៏អង្គជំរះក៏បង្កល់ឃើញថាលោកមានការខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរផ្សេងៗពីអង្គជំរះនិងភាគីដែលចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការនីតិវិធីក្នុងការស្ដាប់សិក្ខាកម្មរបស់លោកឥឡូវនេះដំណើរការនៃការស្ដាប់សិក្ខាកម្មរបស់លោកបានដល់ទីបញ្ចប់ហើយដូច្នេះលោកអាច ទៅកន្លែងសាធារណៈនៅទីនោះដើម្បីអាចចូលរួមមើលដំណើរការសកម្មការបានឬមួយក៏លោកត្រឡប់ទៅលំនៅឋានឬក៏ទៅទីណាដែលលោកមានបំណងចង់ទៅបានហើយហើយឥឡូវនេះដល់ពេលម៉ោង 3 ហើយអង្គជំរះប្រកាសសម្រាប់20នាទីចាប់ពេលនេះទៅរហូតដល់ម៉ោង 3 សូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តដំណើរការសកម្មការស្ដាប់សាក្សីអង្គអង្គហើយអំពីអតិចរិតជនជាតិចោតជាបន្តសូមអញ្ជើញក្រុមចូល